Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đều lớn lên từ chiếc ghế của nhà trường, từ tình yêu thương của thầy cô giáo. Những con người ấy vẫn luôn được ví như người lái đò thầm lặng để đưa các em qua bến bờ tri thức. Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một gia đình tuy xuất thân từ nhà nông nhưng có 6 người là giáo viên. Đó chính là gia đình của cô Nguyễn Thị Bảo Trâm, ngụ tại thành phố Bảo Lộc. Cả 6 anh chị em cô Nguyễn Thị Bảo Trâm đều đang công tác tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Trong 6 người thì đã có đến 5 người đã là thạc sĩ. Khởi nguồn cho niềm đam mê và ước mơ được làm công việc gõ đầu trẻ của gia đình này, có lẽ phải kể đến cô Nguyễn Thị Bảo Thúy, hiện đang là giáo viên chuyên văn trường trung học phổ thông Bảo Lộc, cũng là chị cả trong gia đình. Thực ra ước muốn các con trở thành nhà giáo là ước muốn đầu tiên là của bố mẹ. Rồi khi mình vào nghề thì cái cảm giác với học trò, tình yêu với đồng nghiệp và sự gắn bó với trường lớp đã làm cho mình cảm thấy thích công việc của mình nhiều hơn. Và mình cũng có ý tưởng là tất cả các anh chị em trong gia đình đều trở thành những thầy cô giáo. Vì đó là cái môi trường tốt nhất để mình vừa giảng dạy, vừa tự rèn luyện đạo đức và tác phong của chính mình. Cái nguyện vọng lớn nhất của cô cũng như là tất cả các anh chị em trong gia đình là luôn luôn tự học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy và làm được một cái gì đó mới hơn cho chính mình, cho công việc của mình và cho chính học sinh của mình. Nối bước chị cả, lần lượt năm anh chị em của cô Trâm đều cũng theo nghề giáo, người chuyên văn, kẻ chuyên lý, người chuyên toán. Hơn 20 năm làm nghề giáo, từ ngôi trường này đã có không biết bao thế hệ học trò trưởng thành. Với tâm huyết và sự dạy dỗ của cô Nguyễn Thị Bảo Trâm, trường trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc. Bao nhiêu người khách đã sang sông, cũng là bấy nhiêu khát vọng đã vào bờ. Ước mơ đã thành sự thật. Còn cô vẫn ngày ngày làm người đưa đò, chắp cánh cho những ước mơ của học trò thêm cao. Cô Trâm là một giáo viên giỏi và luôn tâm huyết với nghề. Em cũng được biết là cô đã bồi dưỡng cho rất nhiều anh chị khóa trước và học sinh của cô thì luôn đạt được kết quả cao trong các kỳ thi. Nên là em cũng luôn cố gắng và để mọi kỳ thi em cố gắng ôn tập thật tốt để không phụ lòng cô. Phải nói là 6 anh chị em cùng làm một công việc, đó là làm một công việc giảng dạy. Cho nên là 6 anh chị em cùng bảo ban nhau để làm sao đó dạy thật tốt. Và mục tiêu phấn đấu của tất cả 6 anh chị em là tất cả đều được trở thành những người giáo viên giỏi. Tôi cũng vẫn rất thích cho con của tôi, một cháu trai và một cháu gái cũng đi ngành giáo. Giờ đây, dù đã tự lập, nhưng gia đình cô Trâm vẫn giữ được cái không khí ấm cúng, sum vầy như thế này. Có lẽ đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào, mà còn là điều hạnh phúc nhất đối với cha mẹ cô Trâm trong những ngày tháng tuổi già. Cà phê Tuổi Lộc để phục vụ cho người tiêu dùng, tức là rất tiện ích trong việc để họ không thể ra quán trong những cái mùa mưa hoặc mùa lạnh, họ ngồi tại nhà chỉ có một cái bình nước sôi thôi là họ cũng có thể có uống cà phê thưởng thức tại nhà được. Mà thứ nhất là nó rẻ nữa. Thì tôi